Và trong ngày vui hôm nay thì sẽ tặng cho rể món quà bất ngờ và đặc biệt. Chúng ta có thể dành cho cô dâu một tràng pháo tay được không ạ? Rồi, không biết mấy bạn gái bên dưới có góp ý cô dâu hát tặng cho rể bài gì hay nào? Một tràng pháo tay được không ạ? Thật sự là tuyệt vời. Bây giờ cô hầu cô dâu hát tặng chú rể rồi. Bây giờ chú rể tặng lại cho cô dâu một câu nói thôi. Không, bây giờ không hát mà tặng một câu nói thôi. Nói câu gì mà nó yêu em rất là nhiều. Rồi, cảm ơn. Như đó đủ chưa quý vị? Đủ chưa ạ? Đủ rồi, mà kìa phải tham chứ sợ luôn. Rồi,